Nhờ có công nghệ, bất kỳ những thao tác, hành vi của chúng ta trong môi trường số đều được lưu trữ lại, phân tích, đánh giá để dự báo xu hướng. Cùng với việc mổ xẻ khối thông tin đó, người dùng thích sản phẩm, thị trường đang thiếu dịch vụ nào đều có thể được đáp ứng. Và khi thông tin về nhu cầu trở nên sẵn có hơn, đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp cả cũ và thành lập mới cùng tạo ra nguồn cung cho những nhu cầu này. Bây giờ các cái nhà cung cấp dịch vụ, người ta như đã nhiều lần nói rằng là người ta hiểu chúng ta hơn chúng ta và hiểu chúng ta hơn vợ chúng ta. Thế thì từ đấy là các cái dịch vụ mới nó ra đời. Ví dụ như là từ cái chuyện là biết được các cái hành vi, các cái thói quen của chúng ta thì rất nhiều các cái nhà cung cấp, các cái ứng dụng khác nhau có thể tiếp cận được một cách nó dễ dàng, linh hoạt và đúng với đối tượng, thì lại mở ra một cái nhu cầu về cách thức kinh doanh mới hoặc là cách thức tiếp cận khách hàng mới. Tuổi trẻ có sức khỏe, có đam mê, có sự liều lĩnh, nhưng họ thiếu kinh nghiệm, có thể thiếu một chút nhẫn nại, bền bỉ, khéo léo mà những người đi trước thường có. Chính vì vậy, tuổi trẻ khởi nghiệp đi vào một ngã ba mà nếu không có người dẫn dắt thì họ cũng rất là dễ đi sai đường. Đặc biệt khởi nghiệp ở đây nên hiểu rộng ra là khởi nghiệp hàng ngày ở chính những công việc mà chúng ta thường làm, chứ không phải chỉ ở việc làm chủ kinh doanh. Vậy vai trò của người dẫn đường ở đây chính là ai? Chính là những vị CEO hay còn gọi là giám đốc điều hành. Nhưng ở đây tôi muốn CEO được hiểu theo một nghĩa khác rộng hơn nữa, đó là Chief Energy Officer hay còn được gọi là người chuyển năng lượng. Phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC, một đơn vị thuộc tập đoàn công nghệ CMC. Hôm nay, nhân viên của viện có bài trình bày về xu hướng sử dụng robot trên thế giới, các công nghệ liên quan và hướng phát triển sản phẩm này ở Việt Nam. Lãnh đạo tập đoàn gần như không bao giờ bỏ lỡ những hoạt động này của viện. Lắng nghe, phản biện, góp ý thẳng thắn, định hướng chính là cách mà người đứng đầu khích lệ để các bài trình bày hoàn thiện hơn, có tính ứng dụng cao hơn. Chúng tôi vẫn thường phải trao đổi và sinh hoạt với nhau thông qua cái mô hình nghiên cứu và có các cái tổ chức nghiên cứu của viện, để mà từ đấy thì các bạn trẻ sẽ trình bày các cái ý tưởng sáng tạo của mình. Mình thì lại có những cái kinh nghiệm về rủi ro, khó khăn và thất bại, thì mình phải chia sẻ các bạn để các bạn làm sao mà tránh được những cái thất bại, những cái rủi ro, những cái khó khăn như vậy để có thể nhanh chóng đến thành công. Các bạn trẻ có lợi thế về cập nhật công nghệ rất nhanh, nhưng họ cần định hướng sát sao để không lãng phí nguồn lực đầu tư vào các sản phẩm mà thị trường không cần. Đặc biệt là khi trên thị trường đang có quá nhiều xu hướng công nghệ, từ Internet vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo đến cơ sở dữ liệu, những chuỗi khối blockchain, nếu không có sự tập trung chiến lược sẽ bị dàn trải. Bên cạnh cái câu chuyện về theo dõi và hỗ trợ chúng tôi thường xuyên, thì bản thân CEO cũng dành rất là nhiều các nguồn lực, không những là về tiền bạc mà còn các cơ sở và trang thiết bị vật chất cũng được đầu tư đầy đủ để cho chúng tôi có những hoạt động mà có thể là nghiên cứu được theo những xu thế mới nhất. Trong một cái thế giới của các cái mình hay nói về cách mạng công nghiệp 4.0, mình nói về những cái thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ, mình nói về cái vai trò đóng góp của con người, thì rõ ràng là sức mạnh của tổ chức bây giờ là sức mạnh con người. Thế thì nếu mà bây giờ làm thế nào để mà một con người thì chắc chắn là không thể làm được việc lớn. Và cũng rất nhiều người đã nói là một người cũng thể đi xa. Thì tôi nghĩ rằng là cả hai khía cạnh đấy thì nó đều cần có cái vai trò dẫn dắt và truyền lửa của cái người đứng đầu, mà ở đây là CEO. Không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, người điều hành doanh nghiệp cần thúc đẩy một tinh thần luôn đổi mới trong công việc của từng nhân viên để giúp doanh nghiệp trở nên năng suất hơn, bền vững hơn. Thực ra đối với từng con người trong từng đơn vị đó, họ đều có những cái đam mê, có những cái khát vọng và họ có những cái mục tiêu mà họ phấn đấu. Chỉ cần mình tạo điều kiện, mình khích lệ của họ và mình ghi nhận đúng lúc cái kết quả của họ làm, thì họ theo cái tinh thần đó, họ cứ tiến lên. Đó chính là khởi nghiệp đó. Tinh thần như vậy thì chúng ta mới có thể tạo ra được một cái sức bật trong cái đơn vị mình, và nó luôn luôn tạo ra cái nguồn năng lượng sôi sục để chúng ta thấy đơn vị mình nó đi lên, nó nóng từng ngày, nó phát triển từng ngày. Cả một quá trình lâu dài thì chúng ta thành một cái sự thay đổi mới, nó thay đổi vị thế, thay đổi đẳng cấp của mình. Người đứng đầu truyền năng lượng tích cực cũng chính là người truyền lại và duy trì đẳng cấp của doanh nghiệp trong tương lai. Điều này không chỉ đúng với những doanh nghiệp lớn mà cả những doanh nghiệp khởi nghiệp.